mặt mũi trông như kẹt ấy, cũng lưu video nhầm. Ôi, ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi con tuyết ấm. Đây là một trong những cái con game gọi là đến từ nó nói về cái đề tài võ hiệp. Ok, con này khó không? Mẹ sao cứ anh Nam ăn kít là nhanh đi. Bái liên chưa thiên, noãn xỉ chạy. Liên che trời, tuyết ấm giáng thế. Phang thế gian lưu truyền. Là nhanh thế là tứ đại gia tộc đương triều. Hổ, chu, quy, hạc, nghi thiên, làm trái đạo trời. Game này có vẻ hay, Game khó á, đây rồi. Game khó thì đây rồi. Thần minh trừng phạt giáng xuống tai họa. Nhân gian vĩnh tượng sừng hoành hành. Đấy, cái tinh thể nước đẹp là nó như này các bạn này. Đứa bé khi mà nghịch tuyết thì bị ốm ra một biến thành quái vật. Có vẻ như là đại dịch zombie nó đã lan tới cái khu vực này rồi. Rất là nhiều người dân biến thành xác sống. Ra sùa. Muốn giải thiên nội, ắt diệt thế gian. Gian nan còn dài, con phải thận trọng. À, lời nhắc nhở của sư phụ. Game này chết là chơi lại á, thì không bao giờ chết luôn. Để Việt Ki vào sao? Mày, mẹ tưởng quái đây. ADW để di chuyển này, cái chuột là đánh này. Ôi rồi ôi, đéo hiểu. Ôi giời ơi, game khó. Thế này mà game khó. Ok, kể cả là hai mẹ luôn. À, chuột phải phi kiếm. Ôi, xong rồi. Phá cái đéo gì. Ô kìa. Ơ? Ấn gì? À, giật kiếm về cũng gây đam và phi kiếm cũng gây đam. Hiểu rồi. Phi kiếm này gây đam này. Ô, thì đéo thằng nào chết vậy. Ô, từ, có cái ngắm là chứng tỏ là có đứa nó đang bắn mình đúng không? Ui, kinh lắm. Có hai mẹ con đang ngồi đây này. Đây chả phải là Thúy Kiều, Thúy Vân trong truyền thuyết sao? Có cái dương này. Ủa, cho hỏi là lý do vì sao mà người ta lại đi để một cái xương chó vào trong một cái dương vậy ta? Đại cốt khi lướt kích hoạt chắn kích gây hai sát thương cận chiến. À mẹ, hóa ra là item mà. Ủa, lướt là lướt gì ta? À, ui ôi. Spike là lướt, Spike. Ui rồi.
Game này mà anh em bảo khó mà. Chơi các bạn phản xạ một tí là được thôi. Ui rồi ôi, ui rồi. Cái này chơi các bạn để ý phản xạ tí là được thôi. Game này vớ vẩn, game này. Chu mày. Anh làm sao được tôi? Như này. Tôi nói thật các bạn, giới thiệu game thì giới thiệu cái con game mà nó có tính thử thách một tí, không phải. Cái này thì no dam luôn, từ lúc đầu đến giờ đã mất máu nào đâu. Cái gì đây? Liên kích sau khi phóng phi kiếm cường hóa lần sát thương cận chiến tiếp theo. Khi đòn tấn công cận chiến cường hóa đánh trúng kẻ địch sẽ giảm 1 giây thời gian hồi chiêu. Mất đi khả năng chủ động. Đây là vô ảnh, mất đi khả năng chủ động khống chế phi kiếm khi tấn công cận chiến tự động phóng ra phía trước một thanh kiếm. Cho các bạn chọn mẹ luôn đấy. Cho các bạn chọn luôn. Bây giờ là cái game này là thằng Direct nó tặng. Rồi, cửa mở đây. Rồi ôi, dễ không nhưng mà game này có gì. Mở đầu. Lang là sói các bạn ạ. Lang là sói. Ui, chúng tôi này. Ôi, tôi chết bố mẹ. Ôi, đéo phi được kiếm nữa. Kể cả là hai mẹ luôn. Một hit. Cái gì đây? Quyển sách với cả cái lửa này là gì? Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ôi làm sao mà trúng được tôi? Mày mà tôi né ngay, con game này về cơ bản là dễ chứ gì nữa. Đi đây. Này thì. Ủa là sao ta, sao vừa lấy ở kia là lửa là linh hồn còn sách là skin bị động. Lửa là linh hồn, sách là skin bị động. Kiếm đi. Mắc đam đi, tại vì mình chưa đâu đam mà. Ôi rồi ôi, đối mềm bẫy đúng không? À. Ôi ôi, vẫn đéo mất máu nha, vẫn đâu đam nha. Không thể nào mất máu được ấy. Con game này thì mất máu kiểu gì ta? Nó cứ yếu này ta. Bạo nộ. Ui game hay quá nhở. Tốc độ tấn công cộng 13 gây 13% sát thương cho kẻ địch bị trúng độc. Ôi giận luôn chứ còn gì nữa. Lửa là linh hồn. Có đường ẩn đấy thầy á. Mẹ lại còn đường ẩn nữa thì làm sao biết được. Lửa là linh hồn, còn đây là máu đúng không? Thôi được rồi, cứ lấy linh hồn đi, tại vì mình đánh có mất máu đéo đâu mà lấy máu đúng không? Nhìn này. Ôi rồi ôi, cái gì đây? Cái gì đấy bạn? Cái này mà cũng bảo kiếm khó. Có vẻ như là trình chơi game của các bạn nó bị kém hay sao ấy. Tôi từng này tuổi rồi mà tôi thấy con game này nó dễ vậy cái ra. Mà anh em cứ ca ngợi nó khó là sao ta?
chưa mất một máu nào luôn đấy. Ồ, nhiều người chết lắm các bạn ơi, có nhiều người rất là chết ở đây này. Có một người chết ở gốc cây và có một người chết ở trên cầu. Chúm đây về, chúm đây về, chúm đây đúng không? Ok. Từ từ đã bạn ơi, từ từ mẹ mày chơi bẩn vừa thôi. Gọi đệ ra này từ. Ai ạ? Từ bình tĩnh đã, mẹ nhìn chiêu ạ. À. 1 ấn tin dùng hồ lô nhá. À ấn ép. Mẹ lên máu. Còn mẹ mày. Ấy ạ. Rồi bắt đầu từ giờ là tôi không mất máu nữa này. Chơi bắt đầu tử tế này. Ấy ạ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi chùm. Không mất một mạng nào nhá. Không mất một mạng nào nhá. Tôi cố tình block làm gì có block. Ôi giời ơi các bạn. Nói nào chứ. Đéo nhiều gì này. Chẳng qua lần đầu gặp thì nó hơi bỡ ngỡ thôi. Chứ còn để mà bình thường là đéo mất máu nào luôn. Rồi lúc đó lao thì là không gây đam được. Nộ khí nhận được tăng lên 25%. Nhận được 2 điểm nộ khí. Khi tấn công 5 lần bằng cận chiến hoặc phi kiếm nhận được thêm điểm 1 điểm nộ khí. Khi tấn công cận chiến kèm theo khi khí nhận tấn công phi kiếm. Trông nó cứ bẩn bẩn nào nhở. Khi lướt đi, tại vì mình hay lướt mà đúng không? Chết bổ mẹ rồi. Một này. Sử dụng kỹ năng thánh vật. Hết rồi. Tất cả sát thương cộng 3% gây ra 14% sát thương. Chắc là mạnh. Cứ mới là mạnh các bạn ạ. Sát thương lãnh huyết tăng lên thành 400%. Mỗi thanh kiếm cắm trên thân mục tiêu. Với mỗi thanh phi kiếm trên người phòng thủ tăng 2,5%. Khi tấn công cận chiến có 10% xác suất bắn. Tất cả phi kiếm đây rồi. Đó, nhiều. Bán lên 50 tiền. Ok. Con mày. Lão già giao cho ngươi nhiệm vụ mới không thể chậm trễ. Chuẩn bị động thân à? Giờ xuất phát rồi mà. Muốn lên đường để ta xem tiếp đi đâu cái đã. À ok. Thị Châu Thành 好像已经出现了动乱. Thị Châu Thành. Ô, được hồi 2 bình máu. Up kiếm lên đồ đi anh à? Không đâu, lại còn up đồ á, mạnh như vậy rồi còn up gì nữa? À, nó có 4 con tất cả. Lang, chư, quy cả gì ấy thì mình đánh chết con lang rồi, bây giờ bàn 2 là đánh con chư. Thế là đánh 4 con là xong là sẽ phá đảo đúng không? Thế game này cũng ngắn thôi. Giờ hú mày này. Hú hết này từ từ. Vào đây. Gặp bẫy rồi bạn ơi. Đánh bị kinh.
nhiều người chết thế nhở. Mấy cái thằng mà nằm chết này là toàn những thằng thua cuộc ấy. Đéo hiểu do chơi đến đoạn này mà lại chết được luôn ấy. Gặp tôi thì đúng là bọn này. Đây rồi, chứ đây thế. Vi béo, vi béo. Tôi đánh ai thì đánh vi béo thì nó lại là nghề. Đánh ai thì đánh vi béo thì nó lại là nghề. Nhìn thấy vi béo là thấy dễ nuốt rồi đấy. Đây rồi. Mượt thế nhở. Mẹ cảm giác như kiểu mình chơi trò này rồi sao ấy. Vì béo này. Thề con game dễ kinh khủng luôn đấy. Con game dễ kinh khủng luôn đấy. Từ ở đây nó có hai đường đi nhá. Đầu lâu và linh hồn. Đầu lâu này chắc là khó hơn đúng không? Mấy con này lùa gà thôi. Mẹ lúc đéo là tôi giết được chúng nó thì anh em cũng bảo là có để dễ. Xong rồi cứ mẹ đang trên đường đi gặp nó thì ca ngợi nó nào là con này mạnh lắm anh không giết được đâu các kiểu. Xong cứ giết nó cái xong rồi lại bảo đéo phải. Tốc độ lên, tốc độ lên bạn ơi. Hiệu ứng xuất huyết do bản thân gây ra có thể trồng tối đa 2 lần. Bọn này chém một phát là chết rồi. Khi gây sát thương có 15% xác suất làm kẻ địch xuất huyết. Khi gây sát thương cho kẻ địch đang xuất huyết hồi 0,5% sinh mệnh. Mình đánh thì mình no dam rồi thì nghe mình đéo mất máu đâu. Lấy mẹ cái này đi. Ôi combo, combo sao mà. Đánh bị hay quá hay sao ấy. Đây rồi, vi béo tiếp này. Nhìn nhá, tôi vào tôi dậm stun cái là. Ây ạ, mẹ vui lắm. Vi béo, ây ạ, vi béo kinh ấy nhở. Vi béo nhầm rồi, vi béo nhầm rồi. Vì béo chúng tôi là mẹ mất mẹ ít máu rồi đấy. Dòng. Có thích được chế độ khó nhất không? Mẹ bây giờ đánh hay quá thì anh em lại bảo chế độ dễ. Mà trong khi béo có chỉnh chế độ thì làm sao mà tôi chơi được bây giờ. Vì béo to vậy lái này. Ôi giời ơi, đúng là như vi béo thật đấy. Mini boss đây á. Thôi lấy tìm máu đi, mình mất máu rồi. Ôi thì chết bổ mẹ rồi, linh hồn thầy ơi, nói muộn thế. Ôi dồi ôi, combo nó khét nhờ. Combo khét nhờ. Combo khét thật đấy. Ấn gì để dùng cái bông hoa kia nhờ. Đây có dương này, lấy cái dương. Cứ đồ ưu tiên đồ. Lần tầm này để mà đánh trúng được tôi thì nó lại là cả một vấn đề. Trúng làm sao được.
cách con mẹ nó. Đèo gáy, đèo gáy. Ô, mật tịch, mật tịch, mật tịch. 此物并非普通的血，在放大数倍后观察， chỉ mạo sự là một loại hóa vật. Không phải là cuốn sách bình thường. Ôi, ơi ơi, đồ ơi ơi, đồ ơi ơi. Phòng thủ cộng 5%, tăng 45% tất cả hiệu quả trị liệu. Khi sử dụng dược hồ lô sẽ tạo ra khói trị liệu duy trì 16 giây. Trong phạm vi khói trị liệu, mỗi giây hồi phục 3% sinh mệnh. Khi tiêu diệt kẻ địch hồi phục 1% sinh mệnh. Hút máu đi. Lấy cái hút máu này đi các bạn ơi. Nhờ, lấy hút máu nhờ. Hay là lấy cái này cho bất tử này. Cái này là 16 giây trị liệu 3% cơ. Cái này là hồi sinh lực khi mà tiêu diệt đối phương. Ma học 2, 2 đi, tại vì là tôi đánh nâu đam là chính ấy. Thành ra mình giết người nhiều. Đấy, lấy thêm cả cái 4 này nữa này. Full rồi đấy. Trông như lại mất đạo đáy giếng. Chúng mạnh, chúng mạnh, chúng mạnh. Ôi, đối lại mềm vậy. Game nó bị hút. Nó cứ rút vào háng con này thôi. Ôi lại hút lên đây rồi này. Thánh vật nhận được một phẩm chất ngẫu nhiên. Mua đi. Nhận được một phẩm chất ngẫu nhiên. Ồ, thế mua cái gì bây giờ hả các bạn? Thật ra ba cái này nó đều ghi là thánh vật và nó có cùng giá với nhau. Còn cái này là hộp chí tôn thần binh nhưng mà tận 900 cơ. Mua sách à? Quyết định rồi, thì không được phản hồi nữa. Có 7% xác suất gây ra x2 sát thương. Ui. Khi sử dụng kỹ năng thu kiếm kích hoạt một lần, thanh cương chảm liên tục thực hiện 4 lần tấn công. Tấn công cận chiến đòn đầu tiên tăng 40% sát thương gây ra. Đồng thời nhận được một dây bá thể. Một dây bá thể là bất tử à? Khi sử dụng. Mua nữa ông này. Thôi đéo cần đâu. Thêm đồ và làm đéo là cái gì đây? Hồi sinh dược đéo cần. Cố gắng à, anh chàng. Anh có biết rằng chị sinh cảm thấy vô lễ. Bá thể đỏ bằng bất tử đúng không? Ôi giời ơi! Ăn làm xong tôi bạn. Bố mày biết chơi rồi con ạ. Ôi giời! Xin phép luôn đấy. Đây đúng là vi béo này, đây đúng là vi béo các bạn ơi. Ôi giời. Ôi giời ơi. Ôi, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Ôi kinh thế nhở, ôi vi béo kinh thế nhở. Nâu đam như còn gì nữa. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời ơi, game khó, game khó lắm, anh không chơi được đâu. Ôi giời ơi, chùm. Map con lợn này nó khỏe lắm.
gì đấy, cái gì đấy, từ 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 từ. Ây ạ, đã rồi, đã rồi, nó hiếp dâm tôi rồi. Từ 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 nhá. Trời bẩn, trời bẩn. Ui giời, phải tập trung cái nó lại khác. Có gì đâu, tôi cố tình thử ăn cái chiêu móc đấy của nó xem một như nào thôi, xem mất bao nhiêu máu, chứ còn bản thân nó trúng thế đéo nào được. Kỹ năng chủ động tiến vào trạng thái tử vong trong 4 giây bắn ra chung quanh 80 cành hoa tử vong. Ui mẹ, cái trò này nó nhiều kỹ năng thế nhở. Đấy, cái này là khi trúng đòn này, mẹ thấy thì mình mà lấy cái khi trúng đòn này thì đéo lợi cho lắm. Tại vì mình có trúng đòn bao giờ đéo đâu. Tạm đi vậy. Tất cả sát thương cộng 4% xác suất xuất hiện thánh vật truyền thuyết. Ui. Lắc 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 lắc. Bất động như sơn, sinh mệnh cộng 100%, tấn công 30, phòng thủ 20. Không thể sử dụng lướt á. Đéo được cái chiêu lướt là một trong những chiêu tủ của mình. Tăng 275% sát thương gây ra cho kẻ địch đang đầy máu, vậy là chỉ có hit đầu tiên. Khi sử dụng thần binh ban đầu tăng 30% sát thương. Vàng nhưng mà nó đéo cho lướt. Không thể sử dụng lướt thì đéo hay đi lấy làm gì. Ừ cái hai thôi. Ngọc bội nhuốm máu, mặt trước ngọc bội khắc chữ thanh. Vậy là mình giết được hai con rồi nhá. Việt hóa thì không việt hóa cả âm thanh đi. Việt hóa mỗi tách vậy các bạn. Ủa đi đâu vậy? Bán. Cái này đéo bán được rồi. Ơ đi đâu bây giờ? Ở đây đây. Sao có cả gái cởi chuồng đây ta? Một thiếu nữ không có mảnh vải che thân luôn các bạn ạ. Cuối cùng cũng được cứu ra. Tên mập chất tiệt kia nhốt ta ở đây vì ta một tên trộm bảo bối. Trộm bảo bối thì chia sẻ bạn ơi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngươi đi trước đi, hẹn gặp lại sau. Mẹ cảm ơn đi. Đi bên này đi. Nhanh luôn, nhanh nhé. Xem nhanh cái nhá, xong tắt luôn này. Này này, chú ý ơi, xem nhanh phát tắt luôn này. Món quà cho anh em ngày hôm nay xem live đấy. Ôi, đuổi bắt chưa. Ôi dồi ôi. Như chết đói ấy. Ôi ôi. Ui. Cái này chắc kéo gì.
một fan club không? Trông như mấy ông nghèo ấy, trông như mấy ông nghèo ấy. Kiếm này, từ, các bạn bảo ở bên đầu lâu là có boss và ở bên màu hình thanh kiếm là có đồ đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đánh boss luôn. Tôi nghĩ là tôi đéo cần đồ thì nó chỉ có là càng làm mình mạnh thôi, đúng không? Nếu như mình lấy cái này thì nó nhiều là được đồ, mình càng mạnh thôi, thành ra mình sẽ vào đánh boss. Đánh boss thì là hợp lý, bởi vì sao mình đánh boss thì mình mới thể hiện được khả năng, đúng không? Quên mở boss nhờ. Nhờn. Ui, đánh kinh quá. Bót đấy. Bót hình thanh kiếm. Rồi, nó rơi ra một cái vũ khí. Nam thương trở lại. Sát thương cận chiến 6%, bỏ qua phòng thủ 7%. Khi gắn ấn mãnh hổ, đòn tấn công cận chiến sẽ kích hoạt hoành tảo thiên quân, tăng mạnh phạm vi. Rồi, đây rồi. Đéo ơi, trông khác đéo cái kiếm đâu ta. Lấy luôn, đi lấy sách thôi. Sao con này gặp rồi? Giống hết cái map vừa xong à? Hoành tảo thiên quân. Lại bất động như sơn. Chưa có ấn mãnh hổ đâu á. Trò này hay lắm. Hui không may mắn đây. Khi sinh mệnh ở mức 100%, tất cả tấn công cũng 60%. Đây. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân mình lúc nào cũng ở trong trạng thái 100% máu mà, đúng không? Không dùng cái ba đâu, cái ba nó đéo nó lướt. Con này thấy rồi, con này gặp rồi, mẹ em rất vừa ở kia, lại vào đây. Nằm một chỗ đi chứ. Có vi béo này. Phải để ý. Ôi, né kinh lắm các bạn ạ. Ra đây, từng thằng một. Lữ Thị gia tộc đã tổ phụ, gia phản Lữ Thị. Trưởng nam, Hưng Hải. Mẹ đéo hiểu đi nhặt cái nhặt gia phản là người ta làm cái đéo gì cũng biết. Tư nam, 由于次男的名字被涂抹掉了，无法看清。Mẹ thằng này trông có vẻ nguy hiểm đấy các bạn ạ. Ấy, ui.Mà nó chỉ nguy hiểm với các bạn thôi, chứ nó gặp tôi thì là chết, chứ gì nữa là chết. Thôi giữa kiếm ba hồn thì lấy kiếm nhá. Ôi thề tôi chưa thấy game này nó khó ở chỗ nào luôn đấy. Mà các bạn lúc đầu các bạn ca ngợi nó kinh thế mà xong rồi bây giờ các bạn lại bảo là mới vào thôi. Mẹ sao vừa lấy lúc đầu cũng bảo mới vào thì dễ đi anh. Rồi ôi, tôi này kinh lắm. Cứ lúc người ta chơi người ta thể hiện được. Ây ạ. Chết mẹ rồi.
quên, hàm quá. Nhờn chúng tôi, nhờn chúng tôi. Đồ tím rồi đấy, bắt đầu từ đồ xanh mình lên đồ tím rồi đây này. Tất cả sát thương cộng 5%, sát thương cận chiến 13%, gây ra 12 sát thương, phần trăm sát thương cho kẻ địch bị đóng băng. Ủa làm thế nào nó bị đóng băng ta? Không thể thắng được con boss này trong một lần. Con này gì? Con này đúng không? Các bạn bảo con này đúng không? Con này không thắng được trong một lần đúng không? Hộp thần bí ấy. 400. Mua luôn cái hộp thần bí nhá, 400 này. Đúng không các bạn? Mua cái này không? À thôi chết rồi, quên đéo bán đồ rồi. Mua này nhá, mua này nhá. Kèo đến bơi vẩy gặp nó đã. Mỗi 5 lần tấn công cận chiến phóng ra 10 cái ám khí về hướng tấn công. Khi lướt phóng ra 3 ám khí về phía trước. Khi gây sát thương phi kiếm nhận được một tầng xung năng. Ôi thế thì lấy mẹ cái lướt này đi nhờ. Ném ám khí này. Đánh đây là đánh bát này, mini stun này. Mấy cái này rẻ rách, mấy cái thánh vật này rẻ rách, cái gì đây? Hồi sinh dược. Ôi tôi tưởng được mua hồ lô. Ok. Giờ vào đánh boss đúng không? Đây gì? Boss trong này gì? Tôi chạy một lúc là tôi nhìn được chiêu của nó, tôi né mầm ngay này. Có tiếng người phụ nữ. Bố mày ghét nhất là cái thể loại bắt nạt phụ nữ đấy. Chính là không biết sống chết. Ok, nó biến hình này. Chưa bắt giới à, chưa bắt giới à. Duy ngã độc tôn à. Được nhá, nhìn đã. Nhìn chiêu này. Ôi giời. Ờ, lăn này, lăn này. Ây à. Đấm kinh quá bạn ơi, từ từ mẹ mày. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu. Tôi đã hiểu vấn đề rồi. Từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. Ây à. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh bạn ơi. Thở chúng tôi này. Thở với chúng tôi này. Ây ạ. Thở với chúng tôi này. Thở với chúng tôi này. Cẩn thận cái là nó đi ngay mà.
Ôi giời ơi, lăn đây. Lăn, lăn rồi. Ê, mày cái kiểu này. Ôi giời, anh không thắng được nó lần đầu đâu. Không thắng được nó lần đầu đâu. Đùa các bạn ơi, chơi thế này thì... Ôi anh Sai ơi! Thế thì né kiểu đéo gì? Từ từ nhá. Ok, chiêu này thì có thể là nó rơi như này, mình sẽ đứng sang bên kia được, né được này. Ok, nó giơ tay này thì mình đứng sang bên tay này. Ok. Mày dùng cái chiêu khác đi thế nào? Đây, 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 chiêu này. À rồi, ok. Nó thổi từ hướng phải sang trái thì mình sẽ chạy sát sang bên phải. Thật sự kinh tởm. Ồ, gì đấy? Chiêu trò nó mới một điểm. Ô, cơ mẹ có một điểm nữa. Ờ, nhìn cái mồm nó đúng không? Mắc đam luôn gì nữa, mắc đam. Ok, chơi lại nhá. Con này ngon thế nhở, chắc là phá thảo ăn con này đấy. Vậy là trò này là chơi. Đây. Thánh văn tương mẫu này. Giang hội trao nhuê sân sử luân hồi. Bú vệ sử vọng. Hình rư bú chân chứ. Khở sư rú san chú. Ủa cái điểm này đâu ra vậy ta? Từ đâu à? À đây đây đây, vào lại đây. Ok, cái ông già vậy đừng đứng đây đâu rồi. Chưa phát sinh dị tướng. Mày, cái này có vẻ nhiều thứ quá nhở. Bố thân vĩ đại xin hãy soi dõi con đường về trước. Mỗi lần chết thì được cộng 1 đã. Thế đi, bây giờ mình cứ vào chết đúng không? Đây rồi, mẹ mày. Thôi, bây giờ tôi nghĩ là mình sẽ phải giữ lại cái phi kiếm đi. Cái chiêu phi kiếm rất là lợi. Bây giờ mình sẽ chơi thử cái liên kích đi. Sau khi vòng phi kiếm cường hóa rồi, ok. Chơi thử cái này đi nhá. Vừa lấy mất cái phi kiếm này, mình thiệt thòi quá. À, qua màn mới được á. Rồi thế mà anh em bảo cứ chết là được cộng 1. Ok, ok, lại này. Lang, cái bàn con này thì nâu đam chắc rồi. Nhặt kiếm này bây giờ. Sủi ôi. Khác không? Khác hẳn vừa lấy không? Ôi trời ơi. Lấy vũ khí đây.
Con game này đúng là chơi phải chơi bằng chuột, chuột bàn phím các bạn ạ. Con này mà chơi bằng tay cầm điều khiển khó lắm. Đặc biệt là cái điều khiển hướng chém ấy. Ok, chúng ta sẽ cải thiện lại cái vũ khí mà mình đang có trên người. Đồ vàng. Tất cả sát thương cộng 5% gây ra 20% sát thương cho kẻ địch bị say rượu. Mẹ em mình kiếm đâu ra mà thằng say bây giờ. 7% tỷ lệ cộng 30% sát thương địch phải nhận trong 3 giây. Nộ khí nhận 9%. Ok, có đồ, lại lấy đồ tiếp tại vì máu mình phun rồi. Đỏ là cao nhất à? Ý giời ơi. Ngon thế nhở. Chết bổ mẹ, bắn hết cả vào cây rồi. Bổ mẹ rồi, có vũ khí vàng rồi, đi lấy vũ khí làm gì nữa ta. Nhưng mà cái kia máu đi. Ui giời, rẻ rách. Game dễ mà. Đó phải, các bạn thấy tôi chơi thì nó dễ thôi, các bạn động vào thì làm sao mà chơi được như tôi. Mẹ, đến lúc động vào thì lại xóa mẹ game như chơi làm sao được như tôi. Đâu phải ai chơi như tôi đâu. Rồi con sói này đúng không? Khi nó vô là mình không chém được đúng không? Trời ơi. Hú đê. Ai còn mẹ đéo phải hú à? Ok. Quên. Hú với chúng tôi. Từ nha, không bao giờ để chết nữa luôn đấy, không bao giờ để chết nữa luôn đấy. Như này, trời ơi, mấy con sói con lần này không mất bình máu nào nhá. Nhân kiếm hợp nhất có 15% xác suất bỏ qua tất cả sát thương, đồng thời phóng ra một thanh phi kiếm. Ai à, ngon quá nhở. 15% xác suất bỏ qua tất cả sát thương. Có à, cái phát trúng đòn đấy mình không mất máu. Vô kiếm thắng hữu kiếm, với mỗi thanh kiếm không mang trên người gây ra thêm 5% sát thương. Khi kích hoạt lãnh huyết làm cho kẻ xuất huyết 3 giây. Mẹ, cái này là vớ vẩn rồi. Không, cái nhân kiếm hợp nhất này có vẻ ngon này nhờ. Vô kiếm ngon nhất à? Vô kiếm này, khi nhận hộ thuẫn phát ra một vòng xung kích. À, cái này là nó thêm giáp. Phát ra vòng sáng xung quanh gây 5 sát thương. Khi gây sát thương 15% xác suất nhận được giáp, duy trì 2 giây. Cơ quan giúp người nhận được một hộ thuẫn bằng 15% sinh mệnh, tối đa duy trì 5 giây. Tự động tiêu hao toàn bộ nộ khí lập tức kết thúc. Mẹ, cái này vớ va vẩn nhờ. Thôi lấy cái này đi vậy, để lấy giáp đi. Hai là khi phóng hết phi kiếm. À thế à? À, đéo phải.
thôi rồi, lấy này đi, tôi cảm nhận đây. Lại đồ vàng. Sát thương băng xương, tốc độ tấn công. Đéo hiểu sao lại kiếm băng lại gây đam thêm cho cái bọn chúng độc ta. Cái đang cầm ngon hơn đúng không? Rồi ok. Bán mẹ đi. Ui, bán được 200 đấy. Ok, tôi lên đồ theo mọi người nhá. Nhanh bà ơi. Lão thầu sẽ cho bạn sắp xếp nhiệm vụ, sự bị chuẩn bị động thân rồi. Băng độc á? Ồ, cái gì đây? Hôm nay chúng ta sinh được vài con bảo bối. Bạn lấy một. Thần binh thì mình có rồi, bây giờ mình sẽ lấy u minh hồn là sẽ nhận được cái lượng u minh hồn lớn đúng không? Thánh vật này, lấy mẹ thánh vật nhờ. Lấy thánh vật hay là u minh hồn hả các bạn? Thánh vật là hôm nay chúng ta sinh được thánh vật nhá. Ý nã ý cả. Dì mà bú xỉu hả mà. Vọng lôi thạch tất cả sát thương kiểm điệm 8% sát xuất gây sát thương. Khi lướt tăng 10% sát thương. Ui mẹ, cái kiểm điệm là gì ta? Khi tấn công cận chiến hoặc phi kiếm có 15% sát xuất. Đây rồi. Chắc là giật điện. Chuẩn bị hỏng lắm. Ôi đi tốc độ bàn thờ mẹ rồi ớt á. Sao này xem lắc gì á? Tuyết ấm anh em ơi, game này hay lắm. Chứ ok, vừa lấy mình thua nó ở đây đúng không? Ô, tập điện thật này. Thế đã mất máu ạ. Mất máu vớ vẩn rồi đấy. Mất máu vớ. Cơ quan giáp ngoài gắn vào ô 2 bất tử. Cơ quan giáp ngoài gắn vào ô 2 à? À. Ô đúng rồi. Ui giật điện các kiểu luôn. Cứ gây sát thương là có một cái lớp khiên. Hay. Được đấy. Sau anh mở cái đồ điện như siêu nhân à? Ồ đúng. Sao mình không nghĩ ra nhở? Tại vì mình tấn công liên tục mà. Ui rồi ôi, cái này thì mất máu kiểu gì. Đúng, hợp lý. Ui chạy này. Ui thôi. Tôi còn game này xong rồi đấy các bạn ơi. Tôi dùng đuổi mãi, đéo nói nhiều. Tăng 30% sát thương gây ra cho kẻ địch đang trong trạng thiêu đốt. Mỗi 8 giây bắn ra một viên đạn về phía trước. Thôi rồi, lấy cái này đi. Tí nữa mình sẽ đổi sau. Hai cái này đi như nhau đúng không? Game này hình như là mất phí. Các bạn có thể tải xuống được. Nhưng mà con game này hay, xứng đáng để mua. Tôi được tăng. À, tôi mới tuyên bố thế đấy. Chứ còn nếu như mà chưa được tặng thì tôi cũng dùng thuốc rồi. Game này hay lắm các bạn. Game này của tàu. Nhưng mà nó có tiếng Việt. Việt Nam làm con game này thì nó hơi khó. Ôi dồi ôi, đúng là khác thật. Đi lấy cái này đi. Ơ kìa, chủ quan thế. Ây ạ, chủ quan thế. Mất quan máu thật đấy. Mất mẹ nửa cây rồi. Mẹ quả chủ quan quá, đánh với ba vẩn quyển sách gì đấy. Khi nhặt kiếm kích hoạt toàn phong trảm. Khi sử dụng kiếm phản là sao hả mọi người?
kích hoạt toàn phong trảm phạm vi lớn, thu càng nhiều kiếm. À, kiếm phản là thu kiếm về đúng không? Thu càng nhiều kiếm sát thương càng cao. Thôi xong mẹ rồi, hai thôi chứ còn gì nữa. Đi đánh boss luôn, mẹ không nói nhiều, đi đánh boss luôn. Như cứt. Mẹ cứ tưởng toàn phong trảm là cả bản đồ, hóa ra mẹ có mỗi đoạn thế. Nếu như mà nó mà cả bản đồ ấy, mình đứng với mẹ ở một góc, xong mình cứ phi kiếm ra, xong mình hút kiếm về. Mùi đéo thấy chưa? Bạn ơi, vi béo bình tồi. Ê, chết khổ mẹ rồi, nhầm, nó điên rồi. Ok, mẹ sao toàn đồ vàng thế nhở, toàn đồ hoàng kim này. Sao toàn đồ hoàng kim thế nhở? Để tôi pick me cho anh em thêm. Toàn đồ hoàng kim luôn ạ. Khi gắn thiên tinh ngọc tấn công cận chiến và phi kiếm 6% xác suất. Lấy thử ra. Thôi mọi anh em boss không cần phải. À, cứ nhặt kiếm là được à? Nhặt kiếm cũng xoay. Rồi, đi xúc bình với các bạn này. Hộp thần bí thôi chứ còn gì nữa. Cái con mẹ thế chứ lại. Hộp thần bí lần này là ra đồ màu tím. Mất mẹ 100 oan. Chị đùa gà rồi. Ôi, sinh lực đã này. Thôi, không cần phải mua thánh vật đâu. Tại vì thánh vật của mình là đang có 3 cái rồi. Hay là mua thêm một cái nữa nhở? Huyết linh chi, biến dị tản chi, hắc hỏa dược. Hay là mua cái hắc hỏa dược là mình có rồi. Chẳng cần đâu nhở? Có cần không anh em? Hay là cứ mua đi. Giữ tiền à? Chủ shop nhìn ngon vậy đã chẳng ngon. Trận này khác trận trước rồi bạn ơi, còn vớ vẩn nhờ. Cường phong nhẫn tốc độ đánh cận chiến thêm 80%. Hiệu ứng trị liệu không cần, tăng 50% lượng phục hồi của dược hồ lô. Cái này cũng đéo cần lắm, tại vì là cái này là hồi máu dần dần thì cái bình hồ lô là nó có tác dụng hơn thôi đúng không? Tốc đánh đi còn gì nữa. Nó kiểu game chơi đi chơi lại. Lại đồ hoàng kim.
sát thương phi kiếm cộng 20% gắn chân châu. Ui à. Nhưng mà sao lắm đồ hoàng kim đấy? Hay là như kiểu nó biết mình chơi hay thì nó bảo là thôi cho ông này đồ khỏe mẹ đi để ông mình phá đảo còn chơi game khác. Nhiều nó cảm nhận được ấy. Khi lướt để lại một cấm ma phù tại vị trí cũ, một giây sau phát nổ 4 sát thương băng xương. Đồ đỏ mới mắc á. Đành phải lấy cái này cho đủ đi nhờ. Ok. Ôi em này mới này các bạn ơi. Lưu ảnh các bạn ơi. Mới. Hàng mới. Hàng này vừa tuyển luôn. Nhanh này. Tắt đây. Xong nhá. Ok. Cái cũi này nhốt ai? Rồi bây giờ mình sẽ không đi đánh cái con boss con nữa. Đồ mình khá là ngon rồi. Mình sẽ đi lấy cái này nhờ. Lưu video. Vì béo với chúng tôi. Rồi ok. Tầm này chém kinh thật đấy. Ui chém này. Lên mắc Agi rồi ấy. Ôi chém này. Điện giật toán loạn luôn các bạn ạ. Chém thích thật đấy. Từ, quyển sách là sao? Quyển sách là một trong 4 cái này đúng không? Anh Nam có thể cho em liếm chân anh được không? Bổ mẹ liếm chân anh. Trái gì, cái này gì? Thằng Phan Hải có biết chơi không đây? Sách kỹ năng à? Nàng thơ lại đòi liếm chân. Từ. Đã phát thẻ fan cho ta. Lúc nào hết ping mi báo tôi nhá. Tự nhiên có nàng thơ đòi liếm chân. Em sợ được. Mới. Nhanh nhá. Ui trời ơi. Trắng hiếu. Trắng hiếu luôn. Ôi tôi tưởng đây là cái giếng cơ. Này thì đứng đấy làm gì. Lại vàng. Tấn công phi kiếm cộng 35% khi phi kiếm trúng đích. 5% xác suất gây ra 360. Không nói nhiều luôn. Một chứ còn gì nữa. Ui dồi ôi. Tôi xong rồi. Múa khét lắm các bạn ơi. Tôi múa thì được kinh lắm. Thế game hay lắm các bạn ơi. Game này là game tuyết ấm. Snow Warm. Ôi chơi đi mới biết nó hay như nào. Con game này gây nghiện đấy các bạn ạ. Chơi hay lắm. Nên thử. Hay lắm. Ôi lần này có 2 em ở 2 bên luôn. Lấy gì nào. Cứ vào chơi đi. Game này chơi mãi. Game này có phá đảo rồi. Chơi lại. Không, 2 em này cũ rồi. Sách thôi nhở. Game như này chơi mà có động lực chứ. Mất máu vớ vẩn thế.
cây keo đường đinh bình thường. Do đào ra tượng nó nâng đồ độ khó lên á. Ôi, lần này đéo vàng rồi đấy, gáy nhiều làm gì. Khi sinh mệnh ở 100% này thì tấn công tăng 60% này với mỗi phi kiếm cắm trên thân kẻ địch. Kẻ địch đó cộng 10% sát thương nhận phải này. Khi gây ra sát thương tăng 3,5% sát thương phải nhận cho mục tiêu. Ồ được đấy, cái này chém combo. Gừng càng già càng cay. À, càng lúc càng nguy, nhầm, càng lúc càng nguy. Cái ba được. Đọc nhầm. Chém với chúng tôi. Đó. Ôi giời ơi. Hồi máu. Con mẹ đéo hồi máu à. Hôm nay lại hồi máu rồi. Cái này thì mình không cần nữa đúng không? Cái này không cần nữa. Thanh cương, thủy ngân. Tôi có 1.000 cái này có nên mua thử không hả anh em? Chân anh nam rất thơm, hãy cho em liếm. Cái thằng nàng thơ này là thằng nào đây? Ôi NPC thì lại chẳng ngon. Tôi chơi game là phải tuyển chọn rồi. Không mua gì đúng không? Đây rồi. Phá tượng đi á. Nói muộn thế. Thôi rồi, không sao. Giết người này. Anh em để tôi tử tế chơi bát nhá. Nhanh lên. Mẹ thằng cười chuồng này. Một kiếm. Ôi nó khác không các bạn, nó khác không. Ok, bây giờ bắt đầu giết nó đúng không? Nhìn nó khác không? Trình của tôi nó đánh kinh lắm. Bây giờ mình cứ đứng ở giữa, nó giơ tay nào thì mình sẽ né này. Các bạn gái ơi, tôi có vợ rồi, đừng làm quen tôi nữa, cứ quay vào Facebook làm quen thôi. Đừng làm quen tôi nữa. Khổ quá, mẹ cứ từ chối ngại ơi là ngại. À, mẹ, do mình chậm. Mẹ, chém vào cái gì ta? Chém vào tay nó à? Tấn công ở đâu luôn? Ôi dồi, nhầm bên. Được chưa?
Ai á? Cố lên. Nhanh lên. Đuổi về. Mày. Ok. Ôi giời, bạn ơi, có chiêu gì mạnh lôi ra dùng đi bạn. Có chiêu gì mạnh nhất lôi ra dùng đi, cái thằng què hai tay này. Con mẹ tiếp à. Ôi bạn ơi. Ây à. Nhầm bên ạ. Nhanh lên. Bạn ơi, có chiêu gì mạnh thì lôi ra dùng. Đánh làm sao được tôi cố tình. Căng không các bạn, tôi cố tình. Cố tình là làm cho nó đánh như kiểu làm cho mình gần chết. Xong rồi mình mới giết nó. Thế nó mới căng thẳng. Chứ còn bây giờ tôi giết luôn thì tôi giết mẹ từ cái mạng trước đi. Nhưng mà mình phải làm cái content. Mình phải làm content là làm sao mà chiến thắng nó phải như này, nó mới thích. Lá thư hoa lệ. Trời ơi. Không phải, nó dễ mà. Điểm hay quá. Khi tấn công cận chiến 10% xác suất lập tức hồi 5% sinh mệnh. Đây rồi. Hút máu các bạn ơi, hút máu. Hồi 5% sinh mệnh. Phi kiếm này cũng có thể kích hoạt lãnh huyết. Cũng ngon, mẹ cái gì cũng ngon. Thôi cứ lấy hồi máu đi nhờ. Úi xời, vớ vẩn. Mỗi 45 giây nhận được hộ thuẫn. Đéo cần. Chờ tí nhá, chơi nốt mạng này, Thế game này hay quá các bạn ạ, game này hay quá. Dậy mà đánh đi bạn, ơ kìa, làm sao đây. Ôi dồi ôi, nằm một đống mẹ luôn. Tóc đẹp không? Lang nghẹo ơi. Tóc đẹp không? Đẹp à? Giữ nhá. U Minh Hồn. Thánh vật nhá. Phải lấy cái thánh vật này thôi. Ôi giời ơi. Vớ vẩn rồi các bạn ơi, toàn đồ vớ vẩn thôi. Mẹ đéo hiểu, đi cho mình cái linh chi làm cái gì. Nốt mạng này xong rồi cho anh em solo nhá. Xin lỗi như nhớ như kẹp. Hạc. Hồng hạc, đến hồng hạc các bạn ơi. Rồi chúng ta đang ở một cái khu vực là chúng ta vừa mới treo thuyền. Siệp thiếp à? Quả siêu thíp phiên bản kiếm hiệp này. À con mẹ lại còn đi lên đây cơ. Ồ, nhiều đường lắm. Không thể cản bước.
Không thể cản phá. Không thể cản phá. Ôi ôi, ui lốc cái gì kia. Mình để cái cam rồi các bạn không nhìn thấy. Nó vừa thông báo là tôi unlock được cái gì ấy. Có những người đánh hay thì có hay sao ấy. Đổi mới. Ui chơi đéo thì cầm gạch ném bạn. Tôi mình kiếm đã là quá lắm rồi. Người anh em này lại chơi kiểu gạch ném. Hóa ra cũng chỉ là vớ vẩn. Hóa ra cũng chỉ là một cái tượng tượng. Một con robot. Bồ chi bồ giác. Ôi mẹ nó thủ à. Từ từ nhá. Có thằng bỏ mẹ gì nó đang theo sau mình đây này. Đa dạng đấy nhở. Kém thật. Không có đối thủ nào mạnh hơn à. Trời ơi, tối này thì cũng thế. Hay là con mình chơi hay quá. Làm gì có chuyện game dễ này nhở. Làm gì có nhà phát triển nào đi làm một con game dễ như này để bán cho người chơi đúng không? Chắc là con mình chơi hay quá ấy. Đúng không các bạn? Game này nó bị dễ chứ cần... hết pick me à? Ở đây lại pick me cho anh em, nhá. Đây tôi chơi nốt mạng này thôi, xong rồi chúng ta sẽ đấu giải solo Liên Minh Huyền Thoại ở kìa. Lại thôi ông ạ. Bây giờ các bạn có công nhận là vừa lấy các bạn thả cái con heo nó mạnh không? Thế xong rồi bây giờ tôi giết rồi thì chả thấy ai khen. Tiếc vì cái lời khen. Xem sự thật thì có làm sao đâu mà phải tiếc. Tôi chơi giỏi tôi lại không biết. Rồi ôi không mất một máu nào luôn đấy. Thật đấy. Các kiểu này chơi một mạch phá đảo luôn được không? Một mạch phá đảo luôn nhở. Ôi đi lấy đồ đây. Ai khen tôi ban. Còn mày lại còn ai khen tôi ban. Mày chơi ác thế đi. Dọa thế đi. Mày vì đúng là mấy cái bọn mod làng nghẹo này nó phá thật. Sự thật luôn tôi cũng không phải lập cái gọi là group là anti 5x làm đéo gì. Tại vì trong cái làng nghẹo còn anti mẹ rồi. Nhờn. Ô sách này. Báo cáo điều tra tuyết ấm. Người sẽ tại 1 giờ sau bắt đầu phát sinh dị biến. Bệnh trạng chu kỳ,患者会出现风寒、体热、咳血等症状. Bot map này có khó không? Bot map này có khó không? Bây giờ tôi hỏi anh em một câu này, bot map này có khó không? Hả? Thôi mỗi anh em chat một vài cái để lấy cái thẻ fan thôi. Kênh này có ai là fan đâu. Nguyễn Việt Long khó lắm mà. À ok, tôi đã nghe thấy. Còn những thằng khác nó bảo dễ là những thằng nói dối. Ôi cái đéo gì đấy. Ôi. Tăng hình à? Vãi lìn thật. Lại còn có cả kẻ địch tàng hình nữa cơ. Tàng hình chúng tôi Cũng thế cả thôi. Vớ vẩn, bọn này tàng hình nó còn đéo biết bản thân nó ở đâu ấy. Nó cũng đéo nhìn thấy nó.
Đồ cam các bạn ơi, cơ quan nòng bún. Khi sử dụng kỹ năng thu kiếm phóng ra 9 viên hỏa tiễn nhỏ tấn công kẻ địch xung quanh. Boss 2 em chết có 7-8 lần á, mẹ anh vừa chết có đúng một lần. Nhìn thầy ngố quá, già cu rất hư nhá. Ô một à. Khi gây ra sát thương phi kiếm có 6% xác suất triệu hoán một viên hỏa tiễn cỡ lớn. Chắc không đây, mẹ mày tôi nghi, anh em cứ vùi dập tôi thì đéo nào ấy mẹ. Tôi thấy cái 4 nó hơi bị ngon đấy, cái 4 hơi bị ngon mà anh em cứ xui tôi cái 1 này là tôi hơi nghi ngờ đấy nhá. Ok rồi, chơi theo anh em đấy nhá. Rồi thôi thôi, tin. Đéo cần mở vote đâu, mở vote các anh em lại lừa tôi lần 2 của mẹ. Ôi vote còn kì vậy. Vote còn kì. Ui dồi ôi. Ui mẹ nó trâu thế nhở. Ôi nhưng mà sao tôi mất máu vậy ta. Tạo một cú chắn kích tại điểm đến gây ra 6 sát thương, đéo cần. Đéo cần đâu, mấy cái đồ này vớ vẩn. Ngon không? Ôi sao bọn này giờ nó trâu thế. Ôi dồi ôi, lại đầy máu như chưa hề có cuộc chia ly luôn. Mình có hút máu mà. Mình có huyết kiếm mà các bạn. Ui trời ơi. Chùm à. Đéo có chùm nhờ, đéo chùm để giết nhờ. Do anh chưa nâng passive của nhân vật à? Bây giờ trò này còn nâng điểm nữa thì làm sao mà game khó ở chỗ nào ta? Tôi đánh mà gần như là tôi đéo bị ăn đòn nữa thì cái con game này nó khó ở đâu? Có cách nào mà mình chỉnh cái chế độ mà bọn quái này nó đánh một hit mà mình chết luôn không? À các bạn, anh giết nhiều boss đỏ mới có cái điểm đá đầu game. Bây giờ có cách nào để mà chỉnh cái chế độ mà quái đánh thôi, đánh một hit mà chết luôn đấy. Tôi mong chờ cái chế độ đấy quá. Hy vọng là có. Chứ còn chơi thế này thì tôi bắt đầu cảm thấy là con game này nó hơi chán rồi đấy. Dễ quá ấy. Ui. Tặng đéo siêu nhân gì đây à? Chờ anh tí nhá, anh chơi nốt mạng này đã rồi cho mày thi đấu với cả mọi người nhá. Thằng Daddy đây ôm mày. Đấy, tại mày. Đấy. Nhưng bị đánh hoàng. Hay. Được rồi, Daddy đây ơi. Thôi, được rồi. Tại mày làm anh bị mất mấy máu ấy. Lại Elden Ring. Bây giờ mình sẽ phải chém thường để mà mình lấy hút máu đã. Phải lấy hút máu đã các bạn ạ. Hồi tí máu đéo đâu cả. Dồn mẹ quả mất nhiều máu quá. Chùm đâu, chùm em chùm khó nhào đấy. Các bạn ca ngợi chùm bàn này khó lắm đây. Tôi để đi xem nó chưa được quên mẹ không kiếm. Bình thường rồi. Dồn
Trời ơi, úi giời ơi. Ô, đéo đồ gì à? Đây, vào gặp chùm đây. Trông Yu lại. Chia sân đầy chuyên. Khởi sự trong sư mô chẳng. Đây, anh em bảo đánh mấy cái tượng này đúng không? Bánh. Khởi cầu bơ. Đây chắc là toàn những thằng mà mình đã giết đúng không? Giờ xem nào. Hồi sinh dược này. Thế thì cái đây tôi dùng để mua cái gì? Bây giờ tôi 1.900 cái này thì bây giờ mấy cái này thì toàn đồ phò thì bây giờ mình dùng để mua cái gì? Thánh vật kích vũ khí là sao? Vũ khí của mình đang cầm đây này. Thiên tinh ngọc ở ô hạch tâm, thiên tinh ngọc. Thiên tinh ngọc. Ô cái màu đỏ này là đéo gì ta? Ơ à, sao nó mất vẽ chữ rồi? Không, cái 650 này nó chỉ ra được vũ khí tím. Ôi con mẹ thế đi. Bây giờ mình cần thiên tinh ngọc. Cái màu đỏ này có phải là thiên tinh ngọc không? Thánh vật tím á? À ơi là thánh vật tím. Quên từng vũ khí. Ngon. Thái vàng à. Tu du sa ui. Càng đô đa linh hồn. Mình chắc chắn là không dính đòn rồi. Tăng 45% tốc độ di chuyển. Chuyển đổi. Đéo ngon lắm. Có 15% xác suất làm cho kẻ địch choáng váng, cướp 1% tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của mục tiêu, đéo ngon. Một á? Một đang dùng cái cơ quan nòng bắn đang ngon mà. Bốn thôi nhờ. Nhưng mà ôi cảm ơn Daddy đây nhá. Từ. Mình có trúng đòn mấy đéo đâu. Trời ơi mày lại nạp à. Chết. Ui. Từ. Phần thân của chúng tôi à. Ê, ui mẹ con này. Phi tiêu chúng tôi à. Ây ạ. Ui, mày kinh thế nhở. Làm gì đấy bạn, từ, bình tĩnh nào. Thế này mà bảo khó. Thế này mà anh em kêu khó. Khó ở chỗ nào ta? Có cái gì đấy? Nhơn. Đuổi đây. Ôi giời ơi, chùm bàn này khó lắm. Em chết tận 5 mạng. Ủa, các bạn chơi kém vậy? Các bạn chơi game kém vậy? Ủa, các bạn chơi game kém vậy? Ôi cảm ơn mọi người nhá, mọi người cho tôi xin follow nhá. Cảm ơn anh em tặng trứng nhá. Ui, cứ màu vàng mà dã. Riêng cái này tất cả tấn công cộng 30%, sinh mệnh 15%, phòng thủ 10%. Lại không phải boss. Tôi thề luôn, tôi cứ viết con nào xong anh em lại bảo nó có phải boss đâu anh.
tinh thần và thâm đồng. Sát thương băng, sát thương thiểm điện, tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công. Bắc phong hoa và thiên niên hàn băng tăng 40%, đéo đổi. Cứ lấy cái cũ nhờ. Lại mini boss vừa lấy thì thôi, quả này anh gặp thằng này thì chết rồi. Xong rồi đấy, giết nó xong thì lại bảo mini boss. Chả hiểu anh em luôn. Nói thật anh em. Trời ơi, nó chết rồi, có cái tượng. Đấy. Tôi giết được người đấy là lại không phải boss, lại bảo là mini boss. Xong người nào là con đấy là con quái đi đường. Quái đi đường đéo gì mà xong máu nhiều thế. Lại giọng anh nam rất đều, thề luôn, rõ ràng luôn. Rồi đi lấy đồ. Cái lúc mình đánh nó, thì bảo là ui con chùm mẹ mình trước khi bước chân vào cửa. Nào bây giờ đây, đi lên cầu thang này, gặp quái thường hay là boss. Mồm bảo boss cần gì nữa, gây trả qua mắt mới đây rồi cần. Nhiều sách thế nhở. Thấy người ta đánh hay xong rồi bắt đầu ga tô, không công nhận tài năng. Ôi đánh thế này thì chết. Không khéo là đánh con mẹ đến sang buổi live ngày mai cũng chưa chết ấy. Mẹ game mà cứ dễ thế này thì đến ngày mai tôi nghĩ là tôi cũng đéo chết đâu. Không khéo là phải tự ý nghỉ mất. Ôi trời, bỏ mẹ rồi. Khi tiêu diệt kẻ địch phục hồi một ít sinh lực, cái này ok này. Tốc độ đánh cận chiến 15%, tốc đánh của mình ngon rồi. Tấn công, cái này thì thôi. Vớ vẩn. Vũ khí. Để vũ khí đi nhỉ. Tại vì cái kia mình cũng nhiều rồi mà không có chỗ tiêu các bạn ạ. Lại bảo con mình ảo. Bây giờ hôm nay quên mất cục vật con mình của anh em lên. Để lưu lại video. Ngày mai up lên YouTube thì hết cãi. Lúc mà mình chưa vào thì nào là không bao giờ giết được đâu, ai cũng phải chết tầm 3 lần. Giết nó xong thì lại bảo anh ui hổ lại. Nhờn bị bố mày. Ninja rùa. Ui né hay tê nhở. Đồ này được không các bạn? Anh em ơi, có nên dùng cái thương này không? Vì cái thương này có xác suất xuất hiện thánh vật truyền thuyết 9%. Lấy hay không? Lấy nhá. Mình yếu đi một tí cũng được. Lại không bán rồi. Thật ra mình bị yếu đi một tí các bạn ạ. Tí nữa nếu như mà tôi không đánh được con boss thì đấy là do mấy anh em bảo tôi lấy ấy nhá. Cái kiếm kia của tôi nó bị mạnh quá. Thằng nào để bắt hương đây rồi. Ôi giời ơi. Rồi 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 rồi. 妾身对君可是朝思暮想，加油，英雄！你可别让妾身感到无聊啊！我的妈呀，那个毒斗啊！ Độc nang, linh ngọc, thánh vật, hộp sách, bí tích vàng. 啊，决定了，可就不许反悔了。哦，太棒了！再给我更多。更多的灵魂。
khi gây ra sát thương cho kẻ địch có tỷ lệ sinh mệnh còn lại cao hơn bản thân, gây thêm sát thương, có càng ít máu đánh càng mạnh đúng không? Cái này là càng ít máu đánh càng mạnh. Thực ra mình thì lúc nào cũng trong trạng thái 100% máu rồi, đánh ra cái ô này là phế. Tùy các bạn. Thật ra ba cái này thì cho các bạn chọn, lấy cái đéo gì cũng thế. Cái hai thực chất là nó không có tác dụng với tôi. Cái hai là nó không có tác dụng với tôi, bởi vì bản thân tôi là có bao giờ mất máu đâu. Nhưng mà nếu anh em thích thì tôi chọn thôi. Có vẻ như là cái 3 đang sắp vươn lên rồi. Thôi kết thúc sớm đi để mà lấy cái 2. Mẹ không, cái 3 lên thì chết rồi. Vậy là cái 2 các bạn nhá. Tôi thấy cái 2 mọi người bình chọn nhiều hơn đấy. Tôi nhìn thấy cái 2 mọi người bình chọn nhiều hơn. Tí thì phải chọn cái 3. Thầy thấy anh em 3 lên nhiều quá. Mà cái 3 tôi đéo thích. Tôi thấy cái 2 này ngon. Cần thì thánh vật vớ vẩn. Đây thì boss đây đúng không? Boss đây đúng không? Có phải đây là boss không? Xác thực cho tôi con này có khó không? Chắc chưa, con boss này là khó đúng không? Đúng rồi, được chưa? Đúng không? Nhìn đây này. Hồng hạc à. À, quyết thực. Mặt trăng ăn mặt trời. Ôi ôi, tên này thì đéo ai nỡ giết. Cuối cùng đến rồi. Thiếp đã đợi chàng rất lâu. Ui dồi ôi, trưởng mạnh đấy bạn ơi. Trưởng thì mạnh vào. Trưởng này thì ai chả né được. Đi đây. Mặt trời à? Thế thôi à? Có thế thôi á? Ôi trời ơi, trùng khó lắm. Cái đéo gì đấy? Mẹ, cái cục kia là gì ta? Anh hùng, ngày tạm thời đã an toàn. Mau phá hủy hắc động. À, hướng dự hóa là hướng dẫn. Rồi, ok, xong rồi bạn ơi. Chúng đâu bạn? Ôi, khó lắm. Chưa hiểu là khó ở chỗ nào luôn đấy anh em. Làm sao ấy. Vậy tôi cố tình cho mà đánh chúng cái lên sát thương đau ông này. Này tôi dẫm vào cái này luôn này. Ui, còn mại dẫm vào cái này thì chết đấy các bạn ạ. Ui dồi ôi. Ôi rồi, cái này nó to lên tí nữa con kia nó lại hiện ra, nó bảo mình phá mà. Lo đéo gì. Ôi trời ơi, thôi bỏ mẹ rồi. Rồi đây. Khó lắm. Chán quá. Tôi sợ đéo chết được ấy. Chị cho bạn đi lại hồi trước. Nhiều khó ở chỗ nào luôn đấy, anh em ca ngợi quá con game này như vậy. Đúng mày cho mày đánh trúng đấy. Còn quả đấy có gì mà không né được. Nhiều vào, ném nhiều nữa vào. Rồi. Nó lôi mặt trời ra thì là nó sẽ ném 3 quả bóng. Còn nó lôi mặt trăng ra thì là nó sẽ dập xét. Ôi trời ơi. Ok, con kia ra đây, không kia.
rồi, khổ mẹ nhiều thế này. Ô kìa, thế này thì né được nào. Ô cái con bổ mẹ kia đâu rồi? Ôi giời ơi, cái con kia hiện ra để tao phá này. Ôi giời ơi. Đây rồi, đây. Mày quá, mày quá. Đây. Ôi khó lắm, tôi giả vờ hoảng hốt tí thôi. Giả vờ hoảng hốt tí thôi các bạn ơi, giả vờ hoảng hốt tí thôi. Giả vờ hoảng hốt tí thôi. Giả vờ tôi tất cả là content, tất cả là content. Tất cả đều nằm trong tính toán hết. Rồi phú một bình máu ấy, không lại bỏ mất cái tính năng uống máu của game. Thật ra là cái trò này này, cái bình máu là rất là thừa các bạn nhá. Ôi rồi. Ôi con mẹ chạy nhanh thế. À, đã chết rồi. Anh hùng đừng sợ hãi. Mẹ mày là NPC thì mày cũng sợ đi còn. Ui. Hay à? Ôi chú bổ mẹ ấn nhầm uống máu rồi. Khéo không? Rồi đã hiểu. Như là nhảy dây gì. Bị dễ. Rồi từ từ này. Nhìn này. Ôi trời ơi. Ừ, con boss này khó lắm, anh không giết được đâu. Anh không giết được con boss này đâu. Lại thắng. Em phải chết 5-6 mạng. Đùa chán thật đấy. Dỗi mọi người thật sự đấy. Mọi người đùa, mọi người cứ làm quá vấn đề. Tôi nói thật. Lại con cờ rẹp. Chán thật, bây giờ nó cứ mạnh dần lên như này thì làm sao mà tôi yếu đi được bây giờ nhỉ? Buồn thật đấy. Với mỗi phi kiếm trên người phòng thủ tăng 2,5 này, khi kích hoạt lãnh huyết. Mà lấy mẹ cái này đi, lấy vớ vẩn đi. Ôi rồi ôi, tôi chết rồi, nó lại ra đồ vàng đây. Tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, lấy mẹ cái này đi. Bừa đi, chơi cho thay đổi. Tại vì bây giờ mình mạnh quá rồi, lấy cái gì cũng thế. Cứ lấy bừa đi cho nó yếu. Cái gì đây? Anh hùng, ta vẫn luôn tin tưởng ngày sẽ đến. Bà lắm mồm ít thôi. Hết pick me à? Lại pick me cho anh em tiếp. Đồng tiền xương máu ra bản chính thức á. Đồng tiền xương máu là game gì?
Làm gì có chỉnh mức độ, game này làm gì có chỉnh mức độ. Cố, tại vì tôi đang muốn chết một mạng. Thánh vật này, thần binh này, thần binh không cần này, chúng ta sẽ lấy thánh vật. Cơ quan nòng bắn là vừa bỏ này. À đây, cơ quan nòng bắn đây. Mình có cái màu vàng rồi thì mình bỏ cái này. Hiến tế thần binh để nhận được thần binh phẩm chất cao hơn. Có nghĩa là chúng ta bỏ cái vũ khí chúng ta vừa có đi để lấy một cái vũ khí khác. Ôi dồi ôi, tranh nhau liếm chân để lấy thẻ fan. Một trăm. Đúc lại ra nào. Hải xuyên chung xin chu rù lì lèo mà. Chị sư khả năng xuyên xa hào y xế linh hồn xa kỳ chi xuyên. Khớ yên mà. Thời gian hồi chiêu thu kiếm trừ 15% tất cả sát thương. Khi cùng lúc gắn hỏa tiêu thạch và ngưng khí thảo. Đổi tiếp đi. Đổi tiếp đi để xem có được vũ khí ngon hơn hay không. Hải xuyên chung xin chu rù lì lèo mà. Chị sư khả năng xuyên xa hào y xế linh hồn xa kỳ chi xuyên. Khớ yên mà. Ôi giời ơi, 3 lần là quá đủ, 3 lần là quá đủ. Trời ơi, được rồi, xem nào. Hỏa tiêu thạch và ngưng khí thảo đúng không? Hỏa tiêu thạch chưa có. Hỏa tiêu thạch và ngưng khí thảo. Trời ơi. Chuẩn bị hảo了吗? Chuẩn qua tiền phương的 vạn trượng, lại bị mạnh hơn rồi. Thôi chết rồi, bây giờ có sếp được không các bạn? Cho tôi đánh thế này, chắc là tôi đánh từ giờ đến cả buổi live ngày mai, tôi đéo chết mất. Con game này thì chết làm sao được? Bắt buộc phải chết à? Ê, chứ lại thôi cố vậy nhá, tôi chịu khó. Phản xạ hơi nhanh đấy các bạn ơi. Ôi trời ơi. Trời, bây giờ chết kiểu gì đấy, hy vọng rằng lần này sẽ được gặp một con chùm mà đúng như ý của anh em đã giới thiệu là chùm này khỏe lắm, phải chết nhiều lần mới qua được. Tôi hy vọng được như thế. Xếp rồi á? Xếp chưa? Chắc không đấy. Mẹ em thoát ra ngày mai lại mất mẹ hết đồ này thì làm sao? Uy tín đúng không? Thoát nhá. Thôi. Xếp rồi nhưng mà nghi lắm. Đang hay chơi tiếp. Giả vờ hỏi thôi. Giả vờ tạo content thôi. Tạo content đau buồn thôi. Nhưng còn tôi biết thừa. Chơi tiếp. Game hay quá. Nghiện thông cảm. Nghiện rồi. Hay quá, game hay quá. Đéo phải, game hay quá, đang muốn chơi. Đéo dừng được đâu các bạn ạ. Thần kim quy chúng tôi. Ấy. Ok. Ui dồi ôi. Thôi chơi đến chết. Dễ mà, game này thì robot à? Robot mình tôi này báo cáo điều tra tuyết ấm. Mẹ sao bây giờ có ở phía bay này? Game tạp nham vậy.
UFO vùng này. UFO chúng tôi này mẹ vừa mới kiếm hiệp xong rồi giờ lại UFO kiểu ấy. Ê ạ. UFO chúng tôi này, UFO chúng tôi này. Dễ quá dễ. Trời ơi, không cần, không cần. Có đồ ngon rồi. Thử đi tiếp xem có gì khó không. Boss này vẫn dễ. Bây giờ các bạn nhìn tôi chơi thế thì con nào chả dễ. Chắc là phá đảo mẹ luôn. Xin phép phá đảo luôn. Máu thì mình không cần rồi đúng không? À, mẹ mày. Vơ vịt à? Ây à, ây à, vờ bị ây à, chiều kinh thế nhở. Ôi dồi ôi, bầy đặt vờ vịt. Mẹ. Tăng một ít khoảng cách khi lướt. Sau 15 giây liên tục không nhận sát thương, giảm 25% sát thương tiếp theo phải nhận. Cái này thì chắc chắn là hoàn thành rồi thôi. Tốc độ đánh. Máu không cần. Các trò này mình có thể chết được. Không có. Ồ, cái cửa đây đéo vào được à? Điên. Ôi trời ơi, không mất một máu nào luôn đấy. Mặc dù mưa bom thì còn mẹ mày. Từ nhá, ở đây có một cánh cửa trong này các bạn ạ. Phải chăng là có được bí mật gì đấy? Đây này, đây này, có một cánh cửa đây này. Không biết mở kiểu gì. Đằng sau này khả năng là có một căn phòng. Có mở được không? Mép bẻ rất nhanh. Lại bán đồ, lại bán đồ rồi. Hòa tiêu thạch và ngưng khí thảo. Không có. Thánh vật. Bây giờ nhìn nhá, cách để mà mở một phát ra một trong hai cái này màu tím nhá. Hỏa tiêu thạch và ngưng khí thảo nhá, là các bạn sẽ phải đứng ở phía trên này thì nó sẽ bao giờ nó sẽ mở được một trong hai cái đồ mình cần này, nhìn nhá. Thái bằng à, trải cái hồ càng đô đa linh hồn. Sau khi sử dụng dược hồ lô tăng 50% sát thương gây ra. Lấy mẹ đi, màu tím là thấy ngon này, đéo ngon đâu. Mình có uống máu mấy đéo đâu mà. Đi tiếp thôi các bạn ơi. Quên liếm chân. Quên liếm chân con NPC. Khó không, khó không, con này khó không. Con này khó không, con này có khó không. Không khó rồi. Không khó thì giết luôn này.
Ôi rồi ôi. Không khó thì biết luôn còn gì nữa. Người chả máy đùa game. Hóa ra là chỉ là tin đồn. Không mất một máu nào luôn đấy, không mất một máu nào luôn đấy. Bán. Mù chén khan lại duy hào đa bàn phá mô gô yu thai zi lý chi vây lì yung xin đa lông xie yá trị lông mại trong đa xế sân. Bán. Cơ bù chứ vây hờ Hoàng hậu và chú gia chủ tịch kiệt lực phản đối cái chuyện này. Lấy mẹ đi, thay đổi đi, cho nó khác biệt đi. Khi sinh mệnh 100% đây, cái này ngon này. Tốc độ di chuyển cộng 10, chuyển hóa 25% tốc độ di chuyển tăng thêm thành tấn công. Gây ra thêm sát thương với mục tiêu của sinh mệnh thấp hơn 50%. Cái này vừa lấy mình lấy thôi này, có là dưới 50% máu thì sát thương của mình cao hơn. Anh Nam bị gãy. Cái này ngon này. À sinh mệnh thấp hơn 50% à? À rồi. Có nghĩa là đối phương sinh mệnh càng thấp thì ăn đam càng đau đúng không? Cái ba dùng để giết boss. Ok. Ôi bây giờ nó bị mạnh ấy. Không kéo chơi mẹ một phát phá đảo luôn ý. Thế thì hơi chìm con game nhở. Tự nhiên mình phá đảo nhanh quá. Gì đây? Bom à? Ô. Đấy, từ. Như đây cái đường bị mất các bạn ạ, một trong hai đường. Vừa lấy cái đường này nó bị che chắn bởi cái lớp sương mù, sau khi mình đập cái này ra xong đi lên đây vẫn còn đường, đi lên trên đây đi. Con này mà có chọn chế độ thì bao giờ tôi cũng chọn chế độ khó nhất luôn. Việc gì tôi phải chơi cái đấy. Chế độ dễ làm gì. Bà này là chúng ta sẽ gặp con rùa đúng không? Chúng ta đã giết 3 con rồi và bây giờ con tiếp theo là con rùa. Rơi cả lông luôn, mẹ đánh rơi cả vẩy. Úi giời. Máu mình không cần rồi. Thật cái này dễ thật đấy, thế mà các bạn ca ngợi quá nhờ. Mọi người cứ làm quá vấn đề chứ còn con này với tôi thì nó là quá dễ rồi gì đó. Má này. Cái này thì có gì không?
Bên này không có gì này. Dầm đấy. Rồi vẫn không mất máu được luôn. Mẹ người ta vào công thủ nó toàn diện luôn ạ. Lấy sách đây. Lại còn cho hai bình máu. Nếu hiểu hai bình máu làm cái gì. Không mình có mất máu bao giờ đéo đâu. Ây ạ. Ây à. Tăng 33% sát thương gây ra với mỗi ô không gắn. Có nghĩa là mình phải tháo thánh vật ra. Đéo được, thế thì đéo được. Tăng 10% tốc độ, tăng trưởng độ khí, thời gian thu kiếm trừ 10%. Thôi lấy tặng cái này. Mẹ cứ tưởng được cái vàng ngon, tưởng được cái vàng ngon. Bởi đặt nó bỗ tay. Đã lại khở khẩu đã lĩnh phần lắm. Chá yếu à, yên sông. Liếm chân em này đã. Bây giờ phải liếm chân nó thì mới được đồ ngon các bạn ơi. Cái này không cần này. Vọng lôi thạch, phong duệ nha, mặc hoa kết tinh. Đéo có một cái gì luôn ấy. Liếm chân rồi đã. Ok. À thần binh. Má nói hoài không đọc cay ghê. Sao đấy? Sao ấy à Minh Phạm? Con này anh phải phá đảo chế độ dễ, nó mới mở khóa chế độ Norman anh ơi. Thôi, đừng bốc phét. Làm gì có còn chế độ nào nữa, đây là khó mẹ nhất rồi. Đây là chế độ khó mẹ nhất rồi, bầy đặt. Thần binh thì mua làm gì? Ly chấn khôn cấn khảm. À, mệnh vận của luân bàn lại chuyển động rồi. Phá đảo làm sao được? Có thể 这就是天意吧。 từ đang chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đấy. Nhưng mà mấy cái này tấn công được thì mình cứ đập thôi. Ôi giời ơi, boss kiểu đéo gì thế này. Boss thế này nữa. Bot có vậy được à? Ôi giời ơi. Mấy quả bóng này là điểm gì đấy? À rồi hiểu. Mấy quả bóng là nó bắn trưởng. Rồi. Mình sẽ là né. Mấy quả bóng hay khó chịu đấy. Luân thần, tại sự chuyển động ba. Định
quá khéo luôn, né quá khéo luôn. Ok, nó biến mất luôn rồi. Điều đéo chịu được mày đánh được cái mày hết. Lại robot. Chùm khó lắm. Mẹ thế này đến đéo bao giờ mới chết nhở. Chắc phải xếp rồi các bạn ơi. Còn không nghe tôi đéo bao giờ chết mất. Bắt buộc phải tự nghỉ thôi. Còn thôi xin phép là thất hứa. Mình mặc dù là đã hứa là ôi, đéo nhìn kịp, phải nhanh quá. Hay à? Ôi! Nhìn kỹ các bạn ạ. Tự nhiên cảm thấy buồn buồn vì cái con tuyết ấm này quá. Đéo hiểu còn đối thủ nào mạnh hơn không. Đánh cái này thì game này bị dễ. Thôi chắc phải thất hứa thôi nhở. Chắc phải thất hứa thôi tại vì con game này nó dễ quá. Ôi trời ơi, boss này khó lắm. Thôi thất hứa thôi, chắc phải xếp thôi. Cùng lắm là chơi lại. Khi tấn công cận chiến có 10% xác suất bắn ra phía trước tất cả phi kiếm. Được, cái này được này.
由赵氏研发的新型封印，用以强化血盟封印，将龙家血脉直接与龙脉相连，增加对龙脉的意志力。受术者会陷入深深的沉睡，但如果并非龙家血脉，则会直接被龙脉反噬，导致死亡。kiểu này thì phải thất hứa thật đấy chứ mẹ, kiểu này thì làm sao mà phức tạp chi quá, mà tôi chết được. Thấu chuẩn bị động thân rồi. Kiểu này thì chết kiểu gì nhở? Cứ lướt thì sẽ hồi kỹ năng thu kiếm này, cái này ngon này. Vậy là mình đánh hết 4 con rồi, gì nữa? Cái gì đấy? Rồng rắn gì đấy? Một boss endgame rồi. Endgame à? Hiến tế thần binh để nhận được thần binh phẩm chất bằng hoặc cao hơn. Luôn đi. Bằng hoặc cao hơn mà đúng không? Bằng hoặc cao hơn mà. Bằng hoặc cao hơn thì chắc chắn là đồ đỏ rồi. Tu du tốc độ tấn công cộng 40, nộ khí nhận được tốc độ di chuyển gây tu du xa và hạch tâm. Hình như mình có tu du xa thì phải. Còn thiếu cái hạch tâm. Còn thiếu cái hạch tâm nữa. Nốt. Hả, mình khăn khăn. Mình sử dụng nảy cơ. Nhìn này, ra hạch tâm này, ra hạch tâm này. Wow, chứ khẩn chứ hẳn chìa. Mình chứ sổ chì bút thô. Ui, mẹ lại đồ vàng, lại đồ vàng. Tấn công cận chiến đòn cuối cùng. Lấy tạm này đi. Hạch tâm là ô 1 á, đâu hạch tâm đâu. Tu du sa lên ô 1. Thế hạch tâm đâu? À, tu du sa ở hạch tâm mà. À, rồi, mạnh nhất rồi đúng không? Công tử, có gì chuyện mà? Yêu xuất phát rồi mà. Đành phải chơi nốt. Đành phải chơi nốt. Hoàng thành rồi. Đéo hiểu chết kiểu gì. Khổ. Đéo hiểu chết kiểu gì luôn đấy. Malenia con mẹ rồi. Malenia mẹ thì còn đâu nữa. Ôi giời, đéo bắn được kiếm nữa. Nốt để lên con hổ thế nào. Tôi đang đi luôn. Lý Lý với thái tử. Ui, tôi đéo được rồi các bạn ơi. Tôi đéo hút được máu.
đéo ổn rồi, thôi thôi kiểu về là ta phải đánh di chuyển cẩn thận rồi. Rồi đéo ổn rồi. Nó vẫn vậy à? Thay vũ khí á, tầm này lấy đéo ra vũ khí rồi. Mất mẹ cái phi kiếm rồi. Bất tử vãi lìn ạ, bất tử vãi lìn ạ, game. Long Vũ 3 年, Qin Quỳ Phi đàn xa y tử, mình vì... Ôi ôi game. Thằng này to này. Ai đéo ổn rồi, mẹ cái vũ khí này đéo chơi được rồi. Tại sao chết? Đéo hiểu vì sao chết. Dính độc á. Độc ở đéo đâu? Nó nổ xác dính độc á. Con mẹ thế thì. Căng căng cơ chân sự kinh thảo. Chưa chả nằm một điểm. Ồ. Ôi lại còn cộng thêm được đống điểm này. Từ từ, nếu như mà chơi lại mình chơi từ bàn nào? Giờ anh chạy ra chỗ bức tượng trình độ khó thế. Đây đây, chỗ này đây. Đéo được. Vĩ đại của mẹ, xin cho chúng ta một con đường. À đây, mấy bức tượng này đúng không? Cái nào khó nhất, cái này à? Ôi trời ơi, ngay từ đầu tôi đéo biết là mỗi bức tượng này là nó mang cho mình một cái điểm nội tại. Ừ, cái này là chọn phái thôi. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây đã. Dù gì là con game này tôi đánh giá là không khó như các bạn đã đồn đoán và các bạn comment. Vừa ăn lóc đấy á. Giải thôi tầm này. Còn tầm này là giải rồi, ok, tạm thời như này đã. Có gì mai chiến tiếp. Game này về cơ bản là cũng dễ.